Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin trong nước hôm nay gồm có các tin chính sau đây. Công ty gia công phát triển phần mềm Global Cybersoft Hoa Kỳ đã tổ chức lễ khai trương chính thức chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực gia công phát triển phần mềm phục vụ cho thị trường công nghệ thông tin và cung cấp các dịch vụ thiết kế sản xuất các mạch in điện tử, công ty Global Cybersoft đã phát triển được nguồn nhân lực hơn 210 nhân viên, trụ sở đặt tại Trung tâm Phát triển Phần mềm Sài Gòn, một trong những trung tâm hiện đại nhất nước ta hiện nay. Khách hàng chủ yếu của đơn vị tập trung vào các công ty quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chất bán dẫn và công nghiệp điện tử ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Công ty đã chính thức nhận được chứng chỉ về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000 và đang nỗ lực hướng đến chứng chỉ CMM. Vào tháng 6 vừa qua, Global Cybersoft cũng đã nhận được nguồn đầu tư trị giá 2.500.000 đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới và Quỹ đầu tư quốc tế Việt Nam Enterprise Investment. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Global Cybersoft Việt Nam là công ty tiên phong chuyên cung cấp các dịch vụ gia công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử, không ngừng đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những kỹ thuật tiên tiến của ngành công nghệ thông tin thế giới. Việc chính thức cho ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn Global Cybersoft Việt Nam cũng là một cam kết đầu tư lâu dài, góp phần vào lộ trình phát triển công nghệ